Nếu bạn là một tín đồ hải sản thì nên ghé thăm Đạm Quán, bún hải sản tại địa chỉ 20 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng. Quán ăn được bố trí khá đơn giản, tuy nhiên chất lượng đồ ăn được nhiều thực khách đánh giá cao. Một bát bún được chủ quán bày biện đầy áp và đẹp mắt với bún và các loại hải sản như tôm, bề bề, thịt cua bể, mực. Ngon nhất phải kể đến phần nước dùng đậm đà chất lọc từ vị hải sản và xá sùng, ăn khá lạ miệng mà hợp khẩu vị của nhiều người. Bạn còn có thể thưởng thức món ăn này cùng với quẩy, sung muối và sa tế nhà làm rất khác biệt. Đạm Quán luôn đặt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, nên bạn có thể yên tâm khi thưởng thức một bát bún hải sản trọn vị tại đây.